Đã hơn 3 năm qua, chị Nguyễn Thị Hà ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã không biết bao nhiêu lần đi lại giữa hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai để theo đuổi vụ khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai của gia đình. Tuy nhiên cho đến nay, vụ việc của gia đình chị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo chị Hà, gia đình chị có nhận chuyển nhượng đất ở khu phố Tân Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhưng chưa có nhu cầu sử dụng nên chị để đất trống, thỉnh thoảng có ghé qua thăm đất. Tuy nhiên, sau một thời gian dài đi trị bệnh, khi quay trở lại mảnh đất mà mình đang đứng tên quản lý sử dụng, chị rất bất ngờ khi trên đất đã có ngôi nhà được xây dựng kiên cố. Hỏi chủ nhân của ngôi nhà, chị được biết gia đình họ đã mua căn nhà này được xây sẵn và đã ở ổn định. Điều này khiến chị Hà hết sức bức xúc, bởi vốn tính cẩn trọng, trước khi mua nhà, chị đã đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để xin kiểm tra thông tin của mảnh đất. Xác định đất không bị quy hoạch tranh chấp nên chị Hà mới quyết định mua. Quá trình chuyển nhượng có lập hợp đồng công chứng đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên cẩn thận đến như vậy nhưng không phải là không có rắc rối. Mua xong thì còn có kiểm tra lại đất, thì trên Sở Tài nguyên và Môi trường họ còn đồng ý là cấp giấy phép xây dựng với điều kiện là có đủ giấy tờ bản thiết kế xây dựng nhà. Và nhờ họ yêu cầu đo đạc thì họ nói đất đã có ranh có thửa rồi, không cần phải yêu cầu đo đạc lại nữa. Thì cứ việc xây nhà hay bán, nhưng mà tôi đất mua để xây nhà. Lúc tôi mua đất thì đất của tôi 5 mét, giáp đất là đã có nhà ở, còn lại mấy mét đất trống mới tới đường đi. Mà trong một khoảng thời gian vì công việc gia đình nên tôi không quay lại được đất. Đến lúc lên thì đã phát hiện ra đất người ta đã xây nhà trên đất của mình rồi. Mà tôi cũng không yên tâm có đúng đất mình hay không nên phải kiểm tra lại lần nữa thì đúng là đất của mình. Có sổ có đất nhưng mà không được sử dụng đất. Mà không hiểu tại sao lúc người ta xây nhà, cất nhà thì các cấp chính quyền ở đâu mà để có kiểm tra bản vẽ xây dựng thiết kế, bản vẽ ra cấp giấy phép xây dựng hay không mà để họ xây nhà trên đất của tôi. Được biết, chủ nhân của căn nhà hiện tại xây trên đất do chị Hà đứng tên, cho biết gia đình chị cũng mua căn nhà khi xác định đất có giấy tờ hợp lệ. Xong, khi mua bán chỉ làm giấy tờ tay. Sau khi chị Hà tìm đến và đưa ra giấy tờ đất, người hiện cư trú trong căn nhà cũng tìm hiểu thông tin và được trả lời là có thể nhà cất lộn thửa đất. Theo chị Hà, đất của chị có hiện trạng giáp ranh với một bên là căn nhà của anh Hải và một bên là đường đất. Tuy nhiên hiện nay căn nhà trên đất của chị vẫn có một bên giáp ranh với đất của anh Hải, còn một bên lại là một căn nhà khác chứ không còn là con đường đất như trước đây. Khiếu nại vụ việc tại địa phương thì nhận được yêu cầu phải hòa giải giữa các bên để tự thương lượng. Cuối cùng chị Hà đành phải khởi kiện tại tòa án để mong được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Thế nhưng cho đến nay, vụ kiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến chị Hà hết sức bức xúc. Cũng đã gửi kiện ra tòa rồi nhưng mà đến nay vẫn chưa thấy tòa trả lời đã xét xử vụ án như thế nào. Nhưng mà tòa thì cứ im lặng. Thì tôi cũng không biết phải chờ đợi đến bao giờ nữa vì quá mệt mỏi rồi, mà bây giờ mong muốn làm sao các cấp chính quyền sớm giải quyết để gia đình tôi có thể nhận lại đất để xây cất nhà ở. Vì bây giờ con cái lớn rồi, nhà cũng không có để ở nữa nên là để xây lại, lấy đất xây lại nhà để có chỗ ở. Chứ đi làm cũng không làm nổi tại vì mệt mỏi quá, vì chờ đợi mà cứ mòn mỏi như vậy thì cũng không biết đến bao giờ mới lấy lại được đất của mình. Có thể nói tranh chấp đất đai luôn đòi hỏi phải có quá trình xác minh khi vụ việc mang tính chất phức tạp. Tuy nhiên trong trường hợp của chị Hà, thiết kế tòa án chỉ cần xác minh việc xây dựng căn nhà trên đất của chị Hà có được chính quyền địa phương cấp phép hay không. Vì sao lại có thể xây dựng nhà trên đất do người khác đứng tên quản lý sử dụng để sau đó chuyển nhượng bằng hình thức giấy tay. Có như vậy thì mới có thể làm rõ vì sao đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn bị chuyển nhượng cho người khác. Từ đó bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho gia đình chị Hà. Bởi gia đình chị nhận chuyển nhượng đất đã nhiều năm, nhưng nay không được sử dụng, như vậy là hết sức thiệt thòi.